Em đi đâu đây? Anh về rồi đấy ạ. Em sang nhà Thu. Mọi hôm thấy em mặc quần áo đi làm trông cứ như là doanh nhân thành đạt ấy. Em cũng sang nhà Thu thôi mà, chứ em có biết làm ăn gì đâu. May quá. Như thế là em cũng nhận ra chân lý rồi đấy. Nhớ 5 giờ chiều nhé chị gái. Thế giới sẽ thật bình yên khi chị em ngồi yên. Vâng. Tối nay không ăn cơm ở nhà. Anh sẽ liên hoan cùng với cả Khoa. Anh ơi, anh có tiền không? Anh nhớ là tiền sinh hoạt tháng này anh đã chuyển cho em rồi mà. Tiền lương của Thoa. Tiền lương của Thoa? Vâng. Đã trả từ đầu tháng rồi. À, Thoa nó cần ứng chỉ 2 tháng tiền lương thôi. Chồng nó bị tai nạn. Tai nạn à? Vâng. Thế có sao không? Em chưa kịp hỏi, Thoa nó mới nhắn tin cho em. Thôi được rồi, anh sẽ chuyển khoản cho em. Em rút về rồi đưa cho Thoa nhé. Chuyện này là cần gấp đấy. Vâng ạ, việc cần mà. Sao hôm trước mẹ bảo là mẹ có tiền rồi, xong còn chê tiền con dai biếu cơ mà. Bây giờ mẹ không chê nữa. Con chuyển khoản cho mẹ nhá. Dạ vâng, đây con chuyển luôn. Ê ê, mẹ chưa nói xong. Con chuyển cho mẹ 1 năm luôn nhá. Chuyển luôn 1 năm là như nào ạ? Mỗi tháng con biếu mẹ 5 triệu đúng không? Thay vì chuyển từng tháng thì con chuyển cho mẹ 1 năm luôn, 60 triệu ấy nhá. Mẹ đang cần tiền làm gì đấy ạ? Bây giờ mẹ phải nói lý do con mới chuyển nhá. Mẹ buồn bán đất con biết rồi còn gì. Có một mảnh đất đẹp mà mẹ đang thiếu tiền. Mẹ con nói thật chứ, cái việc kiếm tiền mẹ cứ để bố với con lo được rồi. Cái lướt sóng bất động sản này hay là thôi đi. Bây giờ mà mình lúc được thì cũng vui đấy, nhưng mà om lâu quá thì không bằng mình gửi tiết kiệm đâu mẹ ạ. Mẹ làm nốt lần này thôi. Mẹ chót đặt cọc rồi. Nốt lần này thôi nhá. Mẹ cảm ơn nhá. Dạ vâng. Đấy xong con gửi luôn. Oof.